Rồi, xin chào. Phải nói là những B36 đúng là tụi con là có duyên rất là lớn đó nha. Mới gặp được thầy Tâm đó. Thầy, tại sao thầy quyết định gia nhập một cái nhóm rất là đông như thế này mà cũng rất là khó như thế này? Trước tiên cho Tâm xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt ở trong trường quay. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình ở trên TV. Thực ra thì đây là một nhóm nhạc rất là trẻ, trẻ nhất Việt Nam và độ tuổi rất là flexible, từ 12 tuổi tới 18 tuổi. Thì khi mà mình tham gia được đứng ở trong một cái hàng ngũ này, trông mình rất là trẻ. Chuyện đầu tiên khiến cho mình cảm thấy là rất là thú vị, bởi vì mình được trẻ ra rất là nhiều tuổi. Có điều là khi mà Tâm làm việc với lại các học trò thì điều đầu tiên mình thấy cảm thấy rất là hụt hẫng. Tại sao hụt hẫng? Chuyện gì? Dạ, tại vì bình thường thì mình được kêu, người ta kêu bằng anh hoặc là bằng em. Đi vô tất cả mọi đều khoanh tay lại và cúi đầu chào, dạ con chào chú. Không có vui tí nào hết. Và mình cảm thấy giống như là ô, sao mình già quá, giờ mình đang cố gắng để được trẻ. Hồi nãy mới nói làm việc với một nhóm nhạc trẻ nhất thì mình thấy mình trẻ, rồi bây giờ lại đổ thừa là nhóm kia bằng chú thấy mình già. Nhưng mà thật sự bây giờ Tường chỉ muốn hỏi Tâm là thật sự những ngày đầu mà Tâm vào nhận cái nhóm này á, thì có gặp phải những cái khó khăn gì không? Rất là khó khăn. Cái nhóm nhạc này không những là nhỏ nhất mà còn đông nhất nữa. Nhóm nhạc mà đông nhất mà Tâm đã từng làm việc á có 5 người ở nhóm này, cái số lượng người gấp đôi, mà lại còn cả nam cả nữ, và công nhận là nói nhiều. Ý là thầy dùng từ quậy đó, cho nên là mỗi lần mà thầy nói ra thầy phải đợi khoảng 5 phút sau để những cái lời phản hồi nó dừng lại thầy mới nói được câu thứ hai. Nhưng mà thực sự là các con rất là đáng yêu, và thầy phải công nhận một điều là bọn con có rất là nhiều biệt tài, mà những biệt tài đó đều rất là có lợi và có thể áp dụng được vào trong cái những cái phần trình diễn của các con. Nó khiến cho cái phần trình diễn của các con rất là sinh động và xuất sắc. Điều đó là cái điều mà khiến cho thầy quyết định là thầy sẽ làm việc với tụi con ngay từ sắp tới khi... thì thầy Tâm sẽ định hướng cho các bé như thế nào? Ngay từ ban đầu khi mà Tâm quyết định làm việc với nhóm thì Tâm đã định hướng cho nhóm là một nhóm nhạc có đủ khả năng để làm tất cả mọi thứ mà không cần phải nhờ tới bất kỳ ai khác giúp đỡ, kể cả về việc nhảy, kể cả về những cái sáng tạo trong âm nhạc, kể cả về việc tự dựng bè, tự phiêu, tự làm tất cả mọi thứ từ đầu tới đuôi, và sau đó có thể cho thầy nghỉ hưu. Dạ, không còn lâu à. Thầy bây giờ mà thầy chưa chịu già thầy sao nghỉ hưu được. Nhưng thầy phải công nhận là trong vòng khoảng chừng hơn nửa năm mà nhóm đã phát triển trở nên khác hẳn. Vì trước khi đó thì thầy thấy rõ là tụi con rất là follow direction, có nghĩa là cứ theo sự hướng dẫn, thầy bảo gì là làm nấy, và hoàn toàn không có một cái tự vận động nào. Thì thực ra thì hầu hết các nhóm nhạc đều như thế, có nghĩa là đều phải theo cái lời chỉ đạo của nhà sản xuất. Và thực sự rất khó cho một nhóm nhạc có thể đi khỏi, bởi vì có thể là lượng kiến thức cũng như là cái trình độ cũng như sự tự tin cũng không thể vượt qua được nhà sản xuất. Nhưng đây là mỗi nhóm còn rất nhỏ và còn đang rất muốn thể hiện bản thân, và thầy quyết định là phải cố gắng làm sao cho tụi con có thể tự vận động được. Thì trong cái quá trình làm việc thì thầy thấy rõ là chỉ có một thời gian rất ngắn, cái sự tiến bộ nó thể hiện rất là rõ rệt, và thậm chí là các con có khả năng bày tỏ chính kiến một cách thẳng thắn mà không ngại bất kỳ điều gì. Cho nên là đôi khi có những đứa nó đớp chát lại mình cũng cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì cái chuyện không ngại bày tỏ quan điểm đối với lứa tuổi của các con là rất quan trọng, bởi vì các con sẽ là hình mẫu cho những bạn trẻ trong tương lai, và các con phải rõ ràng một điều là mình phải chủ động và nắm bắt được tất cả mọi việc mình đang làm. Đây là những viên đá màu đen mực mà dũa bắt đầu thành ngọc rồi đó. Bây giờ làm sao thầy đánh bóng lên nữa? Thầy có thể đánh giá một vài cái thành tích của các em mà thầy cảm nhận được. Thực ra là thầy hết sức bất ngờ về giải Mai Vàng. Thực sự là một bất ngờ, và thầy cảm thấy rất là tự hào khi là các con đã được một cái thành tích rất lớn trong một cái quỹ thời gian rất ngắn. Thực sự 1.5 năm là một cái thời gian hoạt động quá ngắn đối với một nhóm nhạc, và các con đã làm được. Ở chuyện này thầy hết sức tự hào, mặc dù mình cảm thấy là mình cũng chưa có đóng góp gì nhiều. Và như thế đồng nghĩa với việc là định hướng của mình đang đúng. Các con đã tự có thể làm được những cái điều to lớn. Dạ thầy ơi, dạ thầy cho em hỏi là đối với một cái nhóm nhạc quá tiềm năng như vậy thì về cái con đường lâu dài á, thì thầy sẽ làm gì để duy trì cái nhóm nhạc này thầy? Hiện tại thì nhóm nhạc duy nhất có những môn học hết sức đặc biệt, đó là môn học tiết tấu, là một môn học mà tất cả các nhóm nhạc khác đều không có học. Cái việc thứ hai mà nhóm đang học đó là những cái nhạc cụ cơ bản và cái khả năng phối khí.
cái việc này nó đang mới có thực hiện được trong cái quỹ thời gian khá ngắn, cho nên là nó chưa hẳn là đã ra vào guồng. Tuy nhiên cái việc này nó đang đi đúng hướng, và một số các em đã có thể tự viết phần bè, tự dựng bè cho nhóm. Điều đó chỉ có thể xảy ra được khi các em giỏi về lý thuyết âm nhạc. Và điều này là nền tảng mà mình đi được trong một khoảng thời gian vài tháng mà mình đã làm được cái cơ bản đó, điều đó là điều rất khó. Trong cái tuổi này thì các em đang tiếp thu rất là nhanh, cho nên là tất cả mọi kiến thức nó vào đầu ngay. Duy chỉ có một việc thôi, tức là tâm sinh lý đang không ổn định, cho nên là lâu lâu hay đánh chống lãng sang chuyện khác. Có những đứa đánh chống lãng hết sức hay, đó là hai đứa ngồi trước. Tức là mình nói chuyện xong là thể nào cũng lái sang chuyện khác. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Hôm nay Thiên Thần Đỏ với Xin Anh Gao muốn giới thiệu gì nữa đây? Thật ra là còn một phần rất là quan trọng nữa. Quan trọng lắm. Đây là các bạn này cũng đã từng hợp tác với lại nhóm B336 trong cái dự án là La School. Dạ. Xin mời Nhật và Lý Kiêu ạ. Con cũng chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Chào chị Lộc và anh Tân. Dạ, xin chào mọi người. Lê Lộc được hỏi tí xíu là Nhật với lại Likio là làm việc với nhóm B36 lâu chưa? Với các bạn B36 thì cái thời gian mà Nhật làm việc với các bạn thì mới khoảng chừng được khoảng 3 tháng kể từ khi mà Lola School phần 2 được chính thức bắt đầu. Thì tới đây cũng có 3 tháng rồi. Sau khoảng thời gian mà đã làm việc với các em rồi á, các em trước tiên á là lễ phép, rất là lễ phép. Và khi nào vô á, cũng có những cái lời chào cho các anh chị và ekip cho khi mà làm việc. Thì đó là Ly cảm thấy các bạn rất là chuyên nghiệp rồi. Lúc đó là cái ánh nhìn của những người khác về mình rất là tốt. Và còn nữa là khi đó là các bạn trong công việc á, thì rất là năng nổ, hoạt bát. Các em tiếp thu rất là nhanh luôn. Bởi vậy là làm việc với lại các em đây cảm thấy là rất là lẹ, là không có bị mà dấp một cái gì hết. Nhật thì sao? Giờ còn phần em thì con này con thấy mấy em rất là quậy. Quậy dễ thương không? Dạ đúng, dạ đúng, quậy dễ thương. Dễ thương, quậy dễ thương. Không biết những bộ phận khác như thế nào, như riêng ở con thì khi mà con làm việc với các em thì con đang là biên đạo cho La La School. Thì các em tới mà giống như là từ từ thì nó cứ nháo nha, thì nó làm cho mình không có bị buồn. Lúc nào nhìn tụi nó là lúc nào cũng vui vẻ đó. Khi mà ví dụ như mình đang căng thẳng thì mình nhìn qua cái là cái mình cười. Rất là thích. Nhờ cái sự nhoi nhoi của nó đó ha. Đúng rồi. Cái năng lượng. Nhưng mà lúc mà làm việc thì rất là nghiêm túc. Dạ. Cô thân với ai nhất trong nhóm này không? Em rất là thân với lại bé Mon. Đó là có cái gương mặt cũng hai chị em cũng giống nhau. Thì trong phim La La School thì Mon và Likio là trong vai là chị em ruột. Cho nên là hay nói chuyện với Mon nhất. Dạ. Nãy Nhật giới thiệu là làm biên đạo cho La La School thì Nhật cảm thấy là ấn tượng với bạn nào, hoặc là bạn nào học nhanh, bạn nào học chậm nhất, khai luôn đi đặng thầy cô đây về xử lý trong vậy chứ. Hiện tại thì ấn tượng nhất thì là việc thi. ấn tượng như thế nào? Tốt hơn ấn tượng xấu? Dạ tốt ạ. Về việc thi thì một cô bé nhiều năng lượng nhất trong tất cả các bạn. Thì cứ anh ơi dạy cho em cái này, anh ơi dạy cho em cái kia. Ham học hỏi. Dạ. Một bạn đó là Kenji thì rất thích cái kiểu mà của nhưng mà khi mà cầm micro và đứng trên sân khấu thì là một con người khác. Được chưa? Dạ. Ủa nhưng mà em nghe nói là đạo diễn và biên kịch phải thay đổi kịch bản khi mà casting cái nhóm này, phải không anh? Dạ đúng ạ. Tại thì, sao vậy? Trước khi thì công việc của em hiện tại là biên đạo, nhưng mà ở phần 1 và cái đợt đầu của Last School phần 2 này thì em cũng là biên kịch. Thì khi mà tới casting các bạn á, ban đầu chỉ suy nghĩ trong đầu là thôi chắc chọn lựa những bé nào mà gọi là hạt giống tài năng thôi để thêm vào để cho cái phim màu sắc thật là tuyệt hơn. Nhưng mà khi tới thì giờ không có bỏ được ai hết, gom hết lấy hết, bỏ tiếc lắm, uổng. Tiếc lắm. Cái qua bữa hôm sau cái cả team sửa kịch bản. Nói chung là khi các bạn đến với La La School thì các bạn đem một cái làn gió mới, cái linh hồn mới để tới cho phim. Tại vì mấy anh chị ở phần 1 thì mọi người xem mọi người cảm được rồi. Rồi nhưng mà khi có mấy bạn xuất hiện thì nó khiến cho người ta phải tò mò tiếp tục, phải đón xem. Bởi vậy thì tới bây giờ thì cứ mỗi tập của La La School thì trong vòng 24 tiếng là con số 1 triệu được gọi là nhỏ, được chơi thôi. Thật sự thì Tân cũng có xem La La School từ phần 1 qua tới phần 2.
thì cũng có xem mấy bạn nhảy cũng rất là hay. Dạ. Không biết bây giờ có thể nào nhảy một vài động tác rồi cho mọi người ở đây coi có được không ạ? À, ý là sợ kỹ xảo phim không tin người ta nhảy hay cái gì. Không. Thì mình đấu thôi. Thì mình thì đánh nhạc nào.